Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Vĩnh Long thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội ngày 25 tháng 3. Theo bác sĩ Võ Văn Tấn Hùng, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội, hiện nay các loại hình dịch vụ công tác xã hội của đơn vị đã phong phú, đa dạng và đã mở rộng phục vụ ra toàn bộ đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng yếu thế trên địa bàn. Đây cũng là địa chỉ để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm phối hợp trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tính đến hiện tại, Trung tâm đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng 214 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm 40 người cao tuổi, 34 người khuyết tật, 102 người bệnh tâm thần, 38 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các năm qua, Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch đạt cao, luôn gắn với phương châm kết nối, yêu thương, trợ giúp kịp thời và thúc đẩy sự thay đổi. Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Phan Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vĩnh Long đã cảm ơn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và cộng đồng đã đồng hành với hoạt động của trung tâm các năm qua. Sự quan tâm đó đã góp phần để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.